hôm nay phải ghi chị mấy số chứ về chị để học thuộc mới được. Nhớ biết mỗi kinh khẩu. Kinh khẩu kinh khẩu ấy à. Năm ngoái mưa với dạ. Lâu mà năm nay cuối năm nay mình được cái gì nên mình cũng không biết bận nữa. Tung là quay một vòng nè. Hết lên luôn à? Hội ở đây đỉnh đây. Em sáng nay mời chị. Hai anh cậu cắm đèn quên thì là mới anh mà chúng mà các anh mong gì được đấy, đây chúc cháu may mắn được ăn hai người mà hai người đấy chú Tung không nhanh nói đúng con đi này hầu hết đúng mà góp nữa chắc hết từng giá hết rồi Đây chính là ngôi đình làng của thôn Bản Ba, chính là hội Chiêm Hóa. Đây là ngày 4 tháng Giêng là ngày hội xuống đồng của thôn. Cho nên các già làng trưởng bản đã làm lễ cúng tại đình. Sau khi cúng ở trong đình xong thì dân làng đã tổ chức một bữa liên hoan tại chỗ để cầu cho mùa vàng được bội thu, để nhân dân được ấm no hạnh phúc. Và tạm thời tôi xin được kết thúc clip ở đây. Xin thân ái kính chào tất cả quý vị và các bạn.